Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rái Bắc Tây Nguyên. Ở Kon Tum á, có một cái khu vực rừng có tên gọi là rừng Đắc Cô nhé mọi người. Nếu mà các bác anh chị chúng ta hay mua lan giả hạt thì chắc cũng biết tới cái khu vực rừng này. Thì khu vực rừng Đắc Cô này thì rất là may mắn là nó sản sinh ra một cái mặt hoa đột biến nam cánh trắng. Và em cũng may mắn là sưu tầm được cái giống lan này ở trong vườn. Và trước mặt mọi người đây thì em đang có ba cái chậu, ba cây của cây nam cánh trắng Đắc Cô nhé mọi người. Thì cái cây này thì vừa hiện tại thì vừa mới nở hoa ở trong vườn em. Cây mẹ thì nở hoa trong vườn. Thì em sẽ chèn theo cái mặt hoa tại vườn lúc nở cho mọi người ngắm. Thì cái đặc điểm của cái cây này giúp nó khác biệt so với những cái mặt hoa khác á, chính là hai phần đôi mắt rất là đậm màu, kiểu người ta hay gọi là đôi mắt blue mọi người. Thường thường thì mọi người hay thấy những cái kiểu mắt kiểu đỏ son đúng không, đỏ son, còn có những cái kiểu mắt mà nó đậm 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 hơn á, thì gọi là kiểu mắt blue đó. Và cái cây nam cánh trắng Đắc Cô này thì nó có mang cho mình một cái đôi mắt khác biệt đặc biệt đó. Cùng với đó là cái cây này là cái cánh nó rất là bay nhé mọi người, cái cánh gọi là bay, cánh bay cong vút luôn á. Thì mấy anh em chơi lan thường hay gọi vui đó là bay tóc váy á. Và cái đặc điểm về cái cánh bay nó cũng gọi là lưu trữ qua mấy mùa hoa luôn á. Cái mùa hoa trước đây thì cái hoa nó nở ra cũng bay cong vút luôn, và đợt này thì nở lại thì cũng càng bay nữa. Và với cái đặc điểm môi trái tim và cánh bay này thì nó tạo nên cái điểm nhấn cũng như là điểm đặc biệt cho cái cây nam cánh trắng Đắc Cô này. Và em nghĩ thì cũng khá là ít anh em có được cái giống cây nam cánh trắng Đắc Cô này nha. Đó, và hôm nay thì em tranh thủ quay clip lên đây chia sẻ cho các bác anh chị ba cái cây nam cánh trắng Đắc Cô này. Thì mỗi cây thì có giá là 1,1 triệu thôi nhé mọi người, thì để cho các bác anh chị chúng ta dễ sưu tầm về làm giống. Đối với một cái cây giả hạt nam cánh trắng mà giá chỉ có 1,1 triệu thôi. Rồi, và ba cây đây đều là cây năm 2, mọi người có thể thấy nè. Đó, cây năm 2 nè. Đó, có những cái thân già đây thì về mọi người hoàn toàn có thể là kích thêm được cây ha. Đó, còn không thì các bác anh chị để đó chúng ta nuôi thêm cái mầm gốc cũng được ha. Tùy mọi người. Nhưng mà cái cây này thì nó sống cũng khá là khỏe. Và cái đặc điểm của cây này là kiểu xanh sạch, mọi người có thể thấy là thân lá xanh sạch hết, đúng chuẩn một cây nam cánh trắng nè. Đó, thân lá xanh sạch, và cái kiểu này là dạng thân mảnh nha mọi người, thân mảnh. Cái dòng này thì thân nó cũng không được mập lắm, nó giống như những cái cây ví dụ như ruby rồi đó. Rồi, đây. Và cây nào cây nấy thì cũng đều là khỏe ấm chậu, là cái hang này hang ươm tự nhiên nên mọi người có thể thấy là rễ ra rất khỏe. Và các bác anh chị chỉ việc để nguyên chậu này mọi người chăm thôi. Nếu mọi người mua thì em sẽ gửi đi nguyên chậu nha. Rồi, và mỗi chậu giá 1,1 triệu nhé mọi người. Hôm nay thì em còn 3 chậu thôi. Thằng này được cũng được 5-6 chậu nhưng mà các bác anh chị đợt trước cũng có đặt gần hết rồi, còn được 3 chậu này. Rồi, và giá trên là chưa bao gồm phí vận chuyển nhé mọi người, phí vận chuyển bên đơn vị vận chuyển họ thu thì chắc rơi vào tầm 50-60 ngàn vậy cho ship nhanh. Rồi, như mọi khi thôi, các bác anh chị mua thì bác nào anh chị nào mua lần đầu thì vui lòng chuyển khoản trước giúp em nhé. Còn bác nào mà khách quen hay mua rồi thì em sẽ ship code cho hả. Rồi, xin mọi người mua thì cứ mạnh dạn liên hệ. Rồi, em còn 3 kia đây nhé, 1, 2, 3. Rồi, xin cảm ơn mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở các clip và các loại lan đột biến đặc biệt tiếp theo. Kênh Lan Rừng Hạt Độc Sơ Rái Bắc Tây Nguyên. Em sẽ cố gắng sưu tầm những cái mặt hoa đẹp của rừng Kon Tum để cho các bác anh chị chúng ta có thể là về trồng, làm giống, sưu tầm ở trong vườn những cái mặt hoa độc lạ nhé. Chào và hẹn gặp lại mọi người ạ.